Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 gặp nhiều may mắn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi sửu tháng 1 năm 2022 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sửu trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi sửu tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện sự nghiệp. Với người tuổi sửu bước sang tháng đầu tiên của năm nhâm dần này, thầy tử vi cho thấy. Sự nghiệp của tuổi sửu không có những bước phát triển đáng kể nào trong tháng đầu tiên của năm mới, một phần do tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, một phần vì bạn vẫn còn chảnh mảng do có tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ sau Tết để không dậm chân tại chỗ thậm chí là thụt lùi so với mọi người xung quanh bản mệnh không nên có tư tưởng an phận được đến đâu hay đến đó chỉ làm việc cốt để hoàn thành trách nhiệm và nhận lương cuối tháng khi mọi người xung quanh ai cũng hào hứng và quyết tâm nếu bạn buông thả bản thân thì khó có thể giữ vững được chỗ đứng cho mình những người thay đổi công việc trong khoảng thời gian này cũng thường rơi vào cảnh bỡ ngỡ có nhiều nỗi lo vì phải tiếp xúc với môi trường hoặc nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ còn những người trẻ tuổi trong tháng này, dù có định hướng và có mong muốn phát triển sự nghiệp của mình, nhưng lại chưa thể tìm được hướng đi phù hợp ngay lập tức. Có lẽ bạn cần trao đổi, thảo luận với những người có kinh nghiệm xung quanh mình nhiều hơn. Bên cạnh đó, bạn tuổi Sửu cũng không nên có những tư tưởng bi quan, chán nản. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên, rồi bạn sẽ thấy vận trình của mình hanh thông, rộng mở hơn nhiều. Nếu cảm thấy không chắc chắn về hướng đi hiện tại của mình, bạn cũng có thể trao đổi thêm với những người đi trước đáng tin cậy và giàu kinh nghiệm tin rằng với thái độ khiêm tốn, ham học hỏi của mình, bạn sẽ nhận được những lời góp ý chân thành của mọi người xung quanh. Hãy luôn cố gắng để có thể phát triển hơn nữa trong tương lai nhé. Tử vi tuổi Sửu tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện tài lộc. Xem tử vi 2022 của 12 con giáp cho thấy con đường tài lộc của người tuổi Sửu trong tháng đầu tiên của năm nhâm dần này cũng không quá sáng sủa, dù rằng bạn cũng không gặp phải quá nhiều vật cản. Do đó, bạn cần nhắc nhở mình phải tập trung, tâm huyết hơn cho công việc, không thể để mọi việc được đến đâu thì đến. Trong tháng này đối với người làm công ăn lương, bạn vẫn còn ham thích vui chơi, hưởng thụ nên khó có thể tập trung vào sự nghiệp của mình ngay lập tức. Vì chỉ ở mức hoàn thành công việc nên bạn khó nhận được tiền thưởng nóng của công ty. Thời điểm này, bạn nên hài lòng với mức tiền lương hàng tháng của mình. Người làm ăn kinh doanh đang chịu tác động của nguyệt lệnh lâm suy, nên mọi việc đều có dấu hiệu bấp bênh, thiếu vững chắc thậm chí một số người bị mất định hướng nên khó có thể đưa ra quyết định chính xác để đem về lợi ích về kinh tế cho mình. Bạn nên trao đổi với đồng nghiệp cấp dưới, đối tác của mình nhiều hơn để có thể khắc phục tình trạng trước mắt chớ nên kéo dài kẻo rơi vào cảnh thua lỗ. Khi có cơ hội xuất hiện trước mắt bạn cũng cần chủ động nắm bắt hơn, nếu cứ chần chừ do dự thì thời cơ sẽ rơi vào tay của người khác. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình để có thể dám thử sức, dám thử nghiệm, đừng lo trước lo sau rồi cuối cùng lại không làm được gì, chỉ dậm chân tại chỗ. Các tinh thái dương xuất hiện là dấu hiệu đáng mừng cho công việc của bản mệnh, tuy nhiên nam giới sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Nếu bạn chịu cố gắng khắc phục khó khăn thì đến cuối tháng vẫn có túi tiền dùng rỉnh, dù không phát tài nhưng không lo chuyện chi tiêu. Tử vi tuổi sửu tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện tình duyên xem tử vi tháng 1 năm 2022 của tuổi sửu âm lịch thấy rằng, dù sự nghiệp và tài lộc trong tháng một không có nhiều điểm sáng, nhưng đường tình duyên của bản mệnh lại tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là với những bạn đang còn độc thân. Các tinh thiên diêu chiếu mệnh, đem lại những tác động tích cực cho chuyện tình cảm của người tuổi sửu. Bạn sẽ dễ dàng tạo được thiện cảm với người khác, nhận được nhiều lời mời làm quen, quyết định đến với ai hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn thời điểm này bạn quan tâm hơn đến vẻ ngoài của mình khiến nhiều người vốn đã quen biết từ trước cũng phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa lại thêm bản tính cởi mở thân thiện thích giao tiếp nên bạn có thể nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh ngoài ra bạn cũng không ngại thể hiện mặt độc đáo trong tính cách của mình khiến ai đó có thể ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Tuy nhiên, dù có đào hoa đến mấy thì bạn cũng nên nhắc nhở mình chung thủy hơn trong chuyện tình cảm, chớ nghĩ đến chuyện vui chơi qua đường, vừa gây tổn thương cho những người chân thành với mình lại vừa đẩy bản thân vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Trong tháng do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc tình cảm của các cặp đôi lại không được yên bình như mong muốn. Cũng vì quá nổi bật nên bạn dễ phải chịu sự quấy dày của những người khác giới. Hãy luôn nhắc nhở mình trân trọng gia đình, chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới để không phá hủy những điều mình đã tốn công xây dựng suốt bấy lâu nay tử vi tuổi Sửu tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe của người tuổi Sửu trong tháng đầu năm của năm nhâm dần này cho thấy với bạn không gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe trong khoảng thời gian này. Vì thế, bạn chỉ cần tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chịu khó luyện tập thể dục thể thao và chớ bắt bản thân làm việc cũng như vui chơi quá mức. Khi gặp phải những chuyện không như ý muốn, hãy nhớ suy nghĩ tích cực, chớ than thân trách phận khiến tinh thần thêm căng thẳng, mệt mỏi. Hơn nữa, xung quanh bạn vẫn luôn có nhiều người sẵn sàng giúp sức. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sửu trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết tập trung hơn vào công việc, đừng nên dậm chân tại chỗ. Quý nhân, người tuổi tỵ, người tuổi dậu. Tiểu nhân, người tuổi mùi, người tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu cà phê. Tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, nam thái âm, nữ thái bạch khẩu quyết việc làm ăn chưa thu lại lợi ích đáng kể cần quyết tâm hơn quý nhân người tuổi hợi người tuổi tý tiểu nhân người tuổi mùi người tuổi tuất màu sắc may mắn màu xám màu nâu tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết nhận được sự quan tâm yêu mến của mọi người xung quanh quý nhân người tuổi tý người tuổi tỵ tiểu nhân người tuổi tuất người tuổi ngọ màu sắc may mắn màu đen màu đỏ tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết nên giữ khoảng cách với mọi người xung quanh coi trọng hạnh phúc gia đình quý nhân người tuổi mão hợi tiểu nhân dần người tuổi thân màu sắc may mắn màu vàng kim màu trắng tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết tình hình sức khỏe ổn định nên nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ quý nhân người tuổi tý người tuổi sửu tiểu nhân người tuổi dậu người tuổi ngọ Màu sắc may mắn, màu tím, màu nâu. Các bạn thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Sửu trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.